Thưa quý vị, khoai môn là loại cây quen thuộc mà nông dân xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vẫn trồng để phục vụ đời sống gia đình. Nhận thấy nông sản này dễ bán, có giá trị kinh tế cao, nên xã Cốc Mì đã định hướng bà con mở rộng diện tích theo hướng chuyên canh, đưa củ khoai môn thành sản phẩm đạt sao ô cốp. Hưởng ứng chủ trương của xã, gia đình chị Hoàng Thị Vinh, thôn Ná Lùng, đã chuyển trên 2.000 mét vuông đất trồng ngô sang trồng cây khoai môn. Sau 8 tháng trồng chăm sóc, cây khoai cho thu hoạch. Với giá bán từ 12.000 đến 17.000 đồng một kg, chị Vinh có khoản thu gấp nhiều lần so với trồng ngô trước đây. Đến hiện tại là em đang nhổ được một nửa thôi, nhưng mà em tính về số lượng thì em đã được gần 1 tấn khoai rồi. Mà với hiện tại bây giờ là em đang bán là giá 12.000 thì của em là từ hôm nọ đến bây giờ là đã được 12 triệu rồi. So với lại kinh tế trước đây, em thấy cái khoai này là nó rất là hiệu quả kinh tế ạ. Chọn khoai môn là một trong 4 cây trồng chủ lực. Năm nay, Cốc Mì có khoảng 17,5 ha, năng suất bình quân 18 tấn mỗi 1 ha và đã thành lập được tổ liên kết sản xuất khoai môn. Dự kiến năm 2024, diện tích sẽ mở rộng lên trên 30 ha, tạo vùng nguyên liệu ổn định, có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cùng với hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc theo quy trình, xã cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ để năm 2024, khoai môn Cốc Mì sẽ được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Trước mắt thì đã thực hiện hoàn thiện đến cái bước là thành lập tổ liên kết sản xuất. Cái thứ hai làm cái giấy chứng nhận kinh doanh. Thì các bước tiếp theo thì sẽ phấn đấu hoàn thiện và đến năm 2024 sẽ được công nhận là sản phẩm của ông Cốp. Chúng tôi sẽ tuyên truyền đến và cũng định hướng cho các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp là sẽ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi chính sách theo nghị quyết 26 của tỉnh, cũng như các chính sách lồng ghép vốn xã hội hóa và các chương trình mục tiêu chủ trương thì sẽ tạo ra những cái chuỗi giá trị liên kết. Năm 2022, huyện Bát Sát có 13 sản phẩm OCOP. Năm nay có thêm 12 sản phẩm được lựa chọn đánh giá sản phẩm OCOP. Với việc từng địa phương xác định được cho mình các cây trồng vật nuôi chủ lực, từ đó tập trung xây dựng định hướng phát triển thành sản phẩm OCOP như xã Cốc Bì với cây khoai môn, Bát Sát sẽ có thêm nhiều sản phẩm OCOP giá trị.